Trong công tác cải cách hành chính, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Mô đã lãnh đạo chỉ đạo điều hành trên cơ sở phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đối với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông với quy chế hoạt động rõ ràng, cùng với thường xuyên rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, cập nhật thủ tục trên trang thông tin điện tử của huyện, đầu tư trang thiết bị thì yếu tố con người được coi trọng nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Ủy ban huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ quan đóng trên địa bàn bố trí cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ và hiểu biết trong cái việc giải quyết các thủ tục hành chính để tiếp nhận các thủ tục hành chính của người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm thì kiện toàn đảm bảo đủ số lượng của cán bộ để phục vụ tại bộ phận một cửa và quán triệt lên các cán bộ phục vụ tại bộ phận một cửa của cấp huyện và cấp xã để đảm bảo khi công dân đến để hướng dẫn cụ thể chi tiết hoàn thiện các thủ tục theo quy định và không có trường hợp trả đi trả lại và gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Với việc triển khai phần mềm, cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, 100% cán bộ công chức được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thực hiện chữ ký số để giải quyết công việc. Với 409 thủ tục hành chính đang thực hiện tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn huyện, từ đầu năm đến nay có gần 40.000 hồ sơ của tổ chức và cá nhân đến giao dịch đều được giải quyết kịp thời, đúng hạn.